Xin chào các bác, hôm nay mình có chút thời gian rảnh rỗi để tiếp tục quay video hướng dẫn các bạn học lập trình. Thì thực ra là trong tuần trước thì mình cũng đã thực hiện làm một cái video nó dài khoảng 30 phút. Tuy nhiên sau khi quay xong thì mình phát hiện ra là cái micro của mình nó không nhận tín hiệu, như vậy là mất toi công sức của mình. Vậy là đến ngày hôm nay, tuần sau ấy, sau một tuần mình vừa tiếp tục, hôm nay là chủ nhật thì mình vừa tiếp tục là quay video hướng dẫn các bạn. Thì trong cái loạt bài lập trình của mình thì hiện tại là mình đang chuyển sang ngôn ngữ lập trình là Python. Thì đến đối với ngôn ngữ Python thì chúng ta đã đi tìm hiểu đến câu lệnh rẽ nhánh if else rồi đúng không ạ? If else. Vậy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về các phần tiếp theo của ngôn ngữ lập trình Python này. Lưu ý các bạn là những bạn nào học về C Sharp ấy, thì có một số bạn là comment là có hướng dẫn về lập trình WinForm hay không ấy. Thì ở trong phần C Sharp này mình cũng khá là đầy đủ về từ những cái khái niệm cơ bản về học lập trình này, rồi là lập trình WinForm với mô hình 3 tầng 3 lớp ấy. Đấy là lập trình C Sharp căn bản và những cái mà chúng ta sẽ cần phải biết phải học. Thì các bạn vào đây, đây là những cái basic nhất mà các bạn có thể học và làm theo. Trước đây thì mình có dự định là hướng dẫn cho các bạn sử dụng từng cái control một, ví dụ như là cái grid view, rồi là cái bottom, rồi là cái process bar nó sử dụng như thế nào. Tuy nhiên là thực sự là thời gian của mình nó có hạn, như vậy là mình chỉ có thể là giúp đỡ các bạn là tìm hiểu những cái basic này thôi. Và một cái hướng đến nữa là một cái mục tiêu của mình nữa là luôn luôn đổi mới, nghĩa là mình phải là tìm hiểu những ngôn ngữ mới, những cái nào mà hay và hiệu quả nhất. Thì mình đã lựa chọn là Python vì trong công việc mình cũng là sử dụng Python rất là nhiều, và cái thứ hai nó làm mình cảm thấy là cái Python này cực kỳ là hay. Đấy, lập trình cực kỳ là hữu ích đối với bạn nào thành thạo về lập trình đối tượng, thì quả thực Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các bạn làm. Thì nó cũng có thể là gì, đa nền tảng này, trên có thể chạy trên Mac này, Ubuntu, Linux này, rồi là gì, Windows này, đó nhỉ. Rồi chúng ta có thể viết script, làm web và viết app desktop á. Đấy thì mình sẽ dần dần cùng các bạn đi tìm hiểu từng phần. Sau cái loạt bài Python căn bản này, hy vọng là mình sẽ có thể dành thời gian để giúp đỡ các bạn là tìm hiểu về framework Django, sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Python này để làm web cực kỳ hay các bạn ạ. Đấy. Rồi là gì, làm form, làm ứng dụng bằng Python như thế nào. Đấy. Rất là hay. Quay trở lại chủ đề thì mình sẽ tiếp tục làm một video tiếp theo. Thì vẫn như mọi ngày mình sẽ là gì, vào cái trang tutorial point thì Python đấy, như mình giới thiệu đây một cái trang học lập trình rất là basic và theo hệ thống rất là hay. Thì trong phần này chúng ta sẽ làm gì, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về kiểu dữ liệu dạng list này, kiểu dữ liệu dạng tuple này, tuplet này, mình đọc gọi tắt là tuple nhé. Và tiếp theo là dictionary, ba kiểu dữ liệu, ba dạng lưu trữ, kiểu dạng mảng này cực kỳ là hữu ích. Như vậy là mình sẽ đi lần lượt vào từng phần và có ví dụ cụ thể nhỉ. Thứ nhất là phần list, cũng giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác ấy, thì nó cái list nó giống như một cái array nhỉ, giống như ở trong C# thì có list là gì, chứa gồm có n phần tử đấy nhỉ, gồm chứa n phần tử. Tuy nhiên là có một cái ưu điểm, một cái nổi trội hơn hẳn, đó là đối với các ngôn ngữ khác là gì, mảng là phải là n phần tử cùng kiểu dữ liệu chúng ta mới có thể khai báo và lưu trữ được chúng vào trong một mảng đúng không nhỉ. Rồi, tuy nhiên là đối với Python thì chúng ta không cần phải như thế, mà chúng ta chỉ cần biết là cái mảng đó là đây là mảng, và chúng ta có thể nhét là bất kể dạng dữ liệu nào, từ là đây là dữ liệu nguyên thủy dạng string này, bạn nhìn thấy này, và kiểu dữ liệu dạng số này, rồi là có thể là object này, vân vân đúng không nhỉ.
Về cái phần mà giới thiệu mô tả này nhé, mình bỏ qua, mình sẽ đi tập trung vào cái ý chính thôi, cho các bạn hiểu. Như vậy là gì? Để khai báo sử dụng một mảng, chúng ta cần làm gì? Cần phải khai báo này, trước tiên là một biến nhỉ, tên biến, và sau đó là dấu bằng và dấu ngoặc vuông. Đấy, ngoặc vuông ở bên trong là cái giá trị phần tử. Nếu như các bạn muốn khởi tạo khai báo rỗng ấy, thì chúng ta không cần điền phần tử ngay đấy chứ nhỉ. Nhưng các bạn lưu ý là đối với dạng list nhé, dạng danh sách list, thì chúng ta sẽ là có dấu ngoặc vuông đấy chứ nhỉ. Đấy, thế bây giờ mình sẽ thử khai báo và thử tiếp theo là truy cập access đến cái phần tử ở trong cái mảng đó như thế nào, chúng ta có thể nhìn rõ nhé. Các bạn lưu ý là cái list của Python này không nhất thiết là phải cùng một kiểu dữ liệu nhé, mà chúng ta có thể là động nhỉ, chúng ta có thể là cho bất cứ kiểu dữ liệu dạng dạng gì đó vào trong cái này thế nhỉ. Rất là free. Chúng ta sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng bracket. Các bạn có thể dùng bất kỳ, mọi ngày mình dùng cái Visual Studio hoặc là dùng Notepad cộng cộng. Nhưng nay đổi mới hương vị một chút, đổi mới gió một chút là mình sẽ dùng Bracket. Ok, mình sẽ new, sorry, mở một cái thư mục mới ra. Đây ví dụ như là cho ra học study đi. Ok, ví dụ như là tôi lập trình Python. Ok, rồi chúng ta sẽ tạo file đầu tiên nào. Python bài 1 đi, khỏi lằng nhằng ha. Chấm pi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khai báo mảng này. Ví dụ như cái mảng của mình là gì? List, list 1 ạ, bằng, đây là một mảng rỗng này, các bạn nhớ nhé, đây là mảng rỗng, list 1 là mảng rỗng nhé. List 2 là gồm n phần tử mình có thể khai báo trước chẳng hạn, thì a b c x y z o x y z gì 1 2 3 4 5 6. Ok, đây là chúng ta là khai comment là gì, thằng nhỉ, khai báo mảng, à xin lỗi là list ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp theo là gì, để truy cập vào phần tử của mảng thì chúng ta xem sao, là truy cập duyệt mảng đi, duyệt mảng. À, để bây giờ chúng ta sẽ duyệt mảng thì chúng ta làm như thế nào? Quay trở lại. Duyệt mảng thì cũng giống như là các ngôn ngữ khác ấy, thì chúng ta sẽ duyệt từng index đấy chứ nhỉ? Đấy, duyệt từng index. Ví dụ như là muốn truy cập vào vị trí phần tử đầu tiên thì chúng ta chỉ cần là list 0 đấy nhỉ? Và tuy nhiên là có một cái đặc điểm mới mới này, các bạn nhìn thấy là có chỉ list 2.1 2.5 là gì? Nghĩa là nó sẽ lấy phần tử từ vị trí thứ 1 cho đến vị trí thứ 5 trở lại để hiển thị ra màn hình của chúng ta nhỉ. Bây giờ mình thử nhá cho các bạn xem. List 0, list 2, ok. List này mình đang rỗng rồi đúng không? Và bây giờ mình cho thêm phần tử vào đi. Ví dụ nhé. Demo test chẳng hạn, được chưa? Test. Bây giờ nhá, mình sẽ in ra là cái mảng 1 là gì? Vị trí thứ 0 là gì? Là demo đi chưa? Và mảng thứ 2 là từ 1 đến 5. Chỗ này mình có 1 2 3 4 thiếu rồi. Mình chỗ này là cho 3 đi. Cho 3. Đây chỉ là string chuỗi thôi nhá, để in ra thôi nhá. Còn đây mới là cái giá trị chúng ta lấy ra này. Đây là cái giống như là cái message chúng ta nhỉ. Rồi, ok. Open thực thi nào, chúng ta cmd Python gì nhỉ, bài 1. Ok, đây chúng ta nhìn thấy này, list 0 là demo và list 1 3 là 1 2 3 đấy nhỉ. Chúng ta thử xem nhé, list 0 list xyz đúng nhỉ, 0 1 2 3 nó sẽ lấy là từ vị trí thứ 1 và đến vị trí thứ 3, tức là nó nhỏ hơn 3 nhỉ.
Đấy là chúng ta sẽ hiểu là cách truy cập như nào nhỉ. Thế bây giờ mình sẽ duyệt theo vòng lặp thì như nào. Duyệt tức là duyệt hết toàn bộ phần tử của mảng thì chúng ta sẽ duyệt như nào, thì có những cách như sau. Thứ nhất là mình sẽ chỉ print, tức là mình cho print, tức là hiển thị ra mà không cần phải duyệt từng phần tử gì hết, tức là hiển thị ra clip này xem như nào, được chưa? Đấy, giờ mình chạy lại print. Đấy, khi mà print ra thì nó sẽ print ra cả cái mảng này. Đấy, cả cái mảng này, và chúng ta nhìn này là có cái dấu hai dấu ngoặc vuông này, đúng nhỉ? À, đây là chúng ta là print mảng, in mảng ra. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ duyệt từng phần tử như sau. Duyệt thì dùng có for x và có thể là sử dụng for index nhỉ. Thì mình dùng for x nhé. For x tức là duyệt theo đối tượng phần tử của mảng nhỉ. Ví dụ này, item in list 2 à, print list 2 à, item xin lỗi. Đấy, các bạn nhìn thấy này, ABC, IAZ, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. À, không biết là, mình không nhớ là trong video trước mình đã nói chưa, thì là cái Python này nó rất là động, thì là gì? Mình không cần phải khai báo mở ngoặc hay là gì cả, mà nó sẽ đọc hiểu theo cấu trúc là level. Tức ví dụ các bạn nếu print ở đây là mà thụt ra ngoài này, nghĩa là cái dòng print này nó không thuộc nằm trong vòng for, mà chúng ta phải thụt vào trong bên dưới vòng for, thì nghĩa là print này sẽ nằm trong vòng for này, thấy nhỉ? Và mỗi một sau mỗi cái lệnh ấy, xong sau mỗi một cái điều kiện ấy, hay là một cái điều kiện nào đó, thì chúng ta cần phải có một cái dấu hai chấm nhé. Còn cái đối với những cái câu lệnh thông thường thì chúng ta không cần một cái dấu gì hết nhá, rất là free. Tiếp theo là bây giờ là gì, chúng ta sẽ duyệt theo index, của mạng thì như sau. Ví dụ như là for y in rectangle rectangle. Ồ, mình cũng không nhớ cái chỗ này rồi. Đại khái là nó sẽ sử dụng câu lệnh rectangle, nhưng mình không nhớ cái câu lệnh rectangle viết thế nào. Chúng ta có thể là dùng skin tìm kiếm luôn. Python gì nhỉ? Python for index. Ok. Đây chúng ta có thể là dùng enum, nhưng mà mình ít dùng enum, mình thích dùng rectangle hơn. Rectangle là trong khoảng đây, là dùng trong khoảng range này, anh chị nhỉ? Mình quên mất cái từ khóa này. Length là độ dài của mảng đó, kích thước của mảng đó nhỉ? List 2. Ok. Print gì? Print gì? List 2 vị trí từ y. Đấy nhá. Đấy, như vậy là y sẽ chạy từ 0 cho đến length trừ 1. Chúng ta sẽ là gì? Print list 2 đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy chương trình xem kết quả như à, chúng ta nhìn thấy là cũng kết quả là ABC XYZ 1 2 3 4 5 6 đúng không nhỉ? Đấy, tương tự như vậy, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ có 1 2 3 cách để chúng ta có thể truy cập vào các phần tử của mảng nhé. Đấy. Tiếp theo chúng ta vào phần gì nhỉ? Chúng ta sẽ quay trở lại. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục là gì? Update giá trị của từng phần tử trong mảng thì sẽ như nào? Bằng cách nào chúng ta có thể update được, đúng nhỉ? Thì chúng ta đơn giản là gì? Chúng ta chỉ cần khai báo là cái vị trí index ở trong mảng đấy bằng giá trị bao nhiêu thôi. Đấy, rất đơn giản. Bây giờ mình cho for lại này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ update vị trí đầu tiên của cái list 2 này bằng một cái giá trị cụ thể. List 2 gì nhỉ? Vị trí được không này bằng updated. Ví dụ vậy. Bây giờ mình sẽ in lại. In lại. Đấy các bạn nhìn thấy này, cái ABC đã được thay thế bởi cái từ là updated đúng không nhỉ?
Đây là cách update giá trị của mảng nhé. Rồi thế bây giờ delete thì sao? Delete thì là gì? Mình sẽ là cũng như vậy và khai báo theo từ từ khóa delete đằng trước này nhé. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là đi viết tắt của từ delete ạ. Ví dụ này, bây giờ thay vì mình update thì mình sẽ delete và in ra kết quả sẽ như nào. Delete là viết tắt của từ delete à, vị trí 0. Giờ mình sẽ, đấy các bạn nhìn thấy là cái vị trí đầu tiên đã bị xóa đi. Đấy, đây là delete một phần tử của mạng nhé. Thế bây giờ là gì, tiếp theo là gì? Chúng ta muốn xóa toàn bộ cái phần tử của mạng thì thế nào? Xóa toàn bộ thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có một cái câu lệnh là gì, là clear có không nhỉ, clear. Mình sẽ thử nhé, hình như là mình có câu lệnh là clear này thì phải, chấm clear. Không có. Thế này là mình có lẽ là mình nhầm sang dictionary à. Ok, Google tiếp. Gì? Python list clear on empty. À, xin lỗi. Để khai báo chúng ta xóa mất một cái mảng này đi ấy, thì đơn giản là chúng ta chỉ cần là cho nó rỗng thôi. Thấy chưa? Bằng rỗng. Được chưa? Cho lại đây bằng rỗng, như này là khai báo bằng rỗng này đó. Như vậy đó, chúng ta nhìn thấy là khi mà khai báo bằng rỗng này thì toàn bộ những cái phần tử mà nằm trong mảng sẽ bị xóa đi anh nhỉ. Ngoài ra là gì, chúng ta có thể là append, tức là thêm vào đằng phía sau cái mảng này là bao nhiêu phần tử đấy nhá. Append chẳng hạn, append đây chúng ta nhìn thấy là có append này, rồi là có extend này, rồi có index này, insert này. Mình sẽ nói qua phần advanced này thôi vì là mình còn những phần khác nữa. Thì kéo xuống dưới các bạn nhìn thấy này, gồm là gì, thì có phần so sánh giữa hai mảng này, mà cái câu lệnh là len là gì, len là viết tắt của từ len là lấy độ dài của một cái danh sách nào đó đấy nhỉ. Ví dụ nhá, ví dụ như là mình sẽ in ra là print len chẳng hạn đấy nhỉ, cộng với lại gì, len nó chả phải là số, do vậy là mình cộng chuỗi thì mình phải là cộng chuỗi với chuỗi nhỉ, mình phải gắn ép kiểu sang kiểu string là dùng enter nhỉ. Len của list file, ok đấy, các bạn nhìn thấy là len của list file là 4 đúng không nhỉ, 1 2 3 4 phần tử đấy, các bạn nhìn thấy là 4. Rồi là gì, câu lệnh là mark thì sẽ là trả về cái phần tử đó có giá trị lớn nhất trong mảng đó, trong cái list đó, và tương ứng với lại min. Min thì cũng vậy, là nó sẽ lấy gồm có xin lỗi, là trả về cái phần tử nhỏ nhất nhỉ. Đây là chúng ta có thể là convert một cái tuple sang dạng list. Đấy, cái tuple là gì thì lát nữa chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Tiếp theo là append là chúng ta sẽ thêm một cái phần tử nào đó vào cuối cái danh sách, cuối cái list đó nhỉ. Ví dụ như sau, comment lại nào, ví dụ như là list 2 chấm append nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy append gì, chúng ta có sẽ có là gì, test append được chưa, nó sẽ chạy nào. Append viết sai rồi, nd sai cái gì nhỉ, list chấm append chấm append, chúng ta thừa mất một chữ e đây, xin lỗi nhá. List 2 chấm append
Trời ơi, mình sai cái chữ này hoài vậy. Rồi đó, mình các bạn nhìn thấy này. Cái chữ append, test append nó đã được thêm vào cuối của phần từ của mạng đấy chứ nhỉ. Đấy. Còn count, count là sẽ lấy ra là gì, có bao nhiêu cái đối tượng ở trong mạng này. Đấy nhỉ. Ừ. Rồi là extend thì chúng ta sẽ là gì, mở rộng thêm cái phần tử ở trong cái một cái đối tượng nào đó. Đấy. List.index là trả về cái vị trí thứ y nào đó của một phần tử nào đó trong mạng đúng không nhỉ? Đấy, chuyện còn là insert là gì? Là chúng ta có thể là insert một cái phần tử là object nhá vào vị trí index nào đó, tức là có thể là chạy từ 0 cho đến n trừ 1 đúng không nhỉ? Rồi chúng ta điền vào, tức là chèn vào một cái vị trí bất kỳ nào đúng không nhỉ? Các bạn hãy click vào đây xem cái ví dụ cụ thể từng 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 cái ví dụ nhá. Trong mỗi cái link này các bạn nhìn thấy là đều có ví dụ ở đây cả, thấy chưa? Tiếp theo là gì, là pop. Pop là giống như là dạng stack ấy, là chúng ta sẽ là lấy ra được vị trí cuối cùng của mạng, thấy như là đấy. Pop là chúng ta sẽ lấy ra vị trí cuối cùng của mạng nhá. Remove, remove là nó sẽ remove một cái object nào đó ở trong mạng nhé, object. Cái reverse là đảo ngược lại mạng này, là đảo ngược chuỗi lại, tức là sắp xếp ngược lại. Đấy, cái sort là sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mạng của cái list này, được chưa? Về cách sử dụng list này rất là dễ dàng mà nó tương tự như các ngôn ngữ khác là sử dụng gì? Ví dụ như ở trong C Sharp thì chúng ta có gì, array list đúng không nhỉ, và dạng list. Tuy nhiên là dạng list của C Sharp này chúng ta cần phải là tất cả các đối tượng nó cần phải cùng kiểu dữ liệu đúng không nhỉ. Còn đối với dạng list này thì nó tương đồng với dạng array list hơn, tức là chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến các kiểu dữ liệu ở trong mảng là gì, được chưa? Ok, và tiếp theo là mình sẽ đi về phần tuple. Phần tuple tuple less này thì là gì, nó thực ra là nó là một cái dạng danh sách dạng list, tuy nhiên là nó bị hạn chế không không động đến list, tức là chúng ta là giống như một hàng số, tức là một cái list mà chúng ta lại định trước là gồm bao nhiêu giá trị ở trong đó đấy nhỉ, là giống như một cái dạng list hàng số thôi. Ok, và chúng ta không thể là gì, không thể thay đổi cái list này, nó giống như kiểu là list à, cái dạng list được đúng không nhỉ. Chúng ta không thể sắp xếp, chúng ta không thể là gì làm những thao tác mà như list được. Đó. Các bạn nhìn thấy này, cái tuple nó khác list là gì, là chúng ta sẽ khai báo bằng dấu ngoặc tròn nhé. Các bạn nhìn thấy là dấu dấu ngoặc tròn, à, dấu ngoặc tròn, đấy, dấu ngoặc tròn này chưa? Ví dụ, mà mình copy đi. Ok, thôi phần này xóa ha. Đó, đây là một cái tuple, và để truy cập vào tuple thì tương tự như list, là chúng ta cũng sẽ sử dụng vòng for hoặc và truy cập cả đến các phần tử đến vị trí index của tuple thôi. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy này, tương tự như là đấy. Tuple là một danh sách dạng giống như là chúng ta khai báo gồm là gì, n n cái ví dụ là ba cái giá trị trả về trong mảng này thì chỉ có ba cái giá trị trong đó thôi, được chưa? Mà không, nó không có động như là list, là chúng ta có thể append rồi chúng ta có thể là pop ra vân vân, chúng ta không thể làm được như thế, chúng ta không resource. À, vậy em. Rồi tiếp theo là chúng ta làm gì, update. Chúng ta có thể sửa cái phần tử ở trong mảng này, tức là sửa là cái giá trị là x y z này là bao nhiêu này, các bạn nhìn thấy này. À, rồi chúng ta có thể là cộng vào thành một cái tuple mới, là cộng hai tuple này lại, được chưa? Đấy, giống như là compare lại, concast lại. Đấy, ví dụ nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy này, chúng ta là có tuples 1, 2, 3, 4, 5, 6, x, y, z, a, b, c, x, z đúng không nhỉ? Thì chúng ta cộng lại thì nó sẽ thành một cái tuple duy nhất là gồm có 6, 5 phần tử như này. Được chưa? Để delete một tuple. Để delete thì sao? Thì các bạn là cũng sử dụng là, ví dụ như đây mình delete cả cái tuple đó thì mình sẽ dùng khai báo từ khóa delete đằng trước và chúng ta xóa đi, được chưa? Ok.
Đây các bạn nhìn thấy có một cái ví dụ là sau khi mà delete xong chúng ta lại triệu gọi cái hàm là print cái tube đó, thì nó sẽ là gì, khai báo là cái tube này không tồn tại nữa mà nó được giải phóng rồi, nó clear rồi. Đấy chưa? À, mình chạy đi, là giờ mình chạy cái này ví dụ thế, chúng ta xem là có đúng thế không. Đó các bạn nhìn thấy này, cái tube này nó không được định nghĩa nữa mà nó đã được xóa rồi. Đấy chưa? Tương tự đối với tube thì cũng có một vài cái operation, một cái mới mới như sau, thì cũng có len này, được chưa? Rồi là gì, mình xem có nào cần quan tâm nào, cũng compare, cũng len, cũng mark min này chưa nhỉ. Đúng, các bạn nhìn thấy là không có là revert, không có là gì sort, không có là gì pop biết linh tinh được nha, mà chỉ gọi là những cái gọi là compare này, lấy đọc ra này, đọc ra này, đọc ra và tìm phần tử lớn nhất, tìm phần tử nhỏ nhất này. Đấy, convert sang dạng convert một list sang dạng tube này, ngược lại đúng nha. Đấy, các bạn lưu ý là có rất là cái khái niệm giữa tube và list này nó rất là giống nhau. Đấy, tuy nhiên các bạn nhớ cho mình nó là thứ nhất là về cách khai báo, dạng list là gồm dấu hoặc vuông, mà dạng tube là dấu hoặc tròn. Và gì, dạng list thì chúng ta có thể là thêm, sửa, xóa, pop, rồi là sort, rồi là làm những việc khác rất là động. Rồi, tuy nhiên dạng tuple này thì là nó là một danh sách cố định. Đấy, là một cái giống một cái hàng số, một cái danh sách hàng số nào đó. Đấy nhỉ? Đấy, mỗi cái sẽ có một cái phục vụ cho một công việc riêng. Đấy, sau này các bạn làm thì các bạn hiểu rõ hơn là cái tuple này sẽ dành làm những cái gì. Ok. Phần tube có lẽ là mình nghĩ là đến đây thôi. Còn một cái phần tiếp theo nữa là phần dictionary. Dictionary này thì mình thấy là một cái dạng kiểu dữ liệu cực kỳ là tiện dụng và hữu ích. Nó lưu trữ cực kỳ là động, giống như là JSON các bạn ạ, giống như JSON. Thì trong Python này các bạn lưu ý là sẽ có hai phần các bạn cần phải lưu ý, đó là dạng list và dạng dictionary nhé. Cái dictionary này này, đấy, thứ nhất là gì, các bạn đọc qua nó là nó khai báo là gì, là bằng cái dấu ngoặc tròn, ngoặc nhọn này, và gì bên trong của nó thì kiểu dữ liệu như sau. Kiểu dữ liệu của nó là bắt đầu bằng key này, dấu hai chấm này, name, dấu hai chấm này, sau đó là đến giá trị value nhá. Thì là cái phần key này này giống như trong cơ sở dữ liệu database ấy, nghĩa là không bao giờ được trùng nhau, mà cái key này là phải hoàn toàn khác nhau ở trong cái dictionary này. Bạn chưa nhỉ? Ví dụ như ở đây, mình copy vào đây và mình sẽ giải thích. Ví dụ như ở đây là cái dictionary bao gồm có 1, 2, 3, 3 phần tử, 3 đối tượng trong này, và mỗi đối tượng đại diện bởi các key như là name và tuổi và class, nhỉ? Tên, tuổi, class. Thì trong phần dictionary này, thứ nhất là về phần key, mình lưu ý lại một lần nữa, đó là key không bao giờ được trùng nhau, nghĩa là nó là khóa chính, thấy chưa? Và cái phần value này thì chúng ta rất là động, chúng ta có thể là dạng chuỗi, dạng string, dạng số, dạng object, hay là dạng thậm chí là một cái list nào đó, hoặc là một cái dictionary con nào đó nằm trong này. Nhưng mà các bạn muốn lưu bất cứ thứ gì trong cái value này đều có thể được, thấy chưa? Đấy. Và đối với key này cũng thế, key này chúng ta có thể là key là một tuple hoặc là key là một list. Đấy, chúng ta rất là động, không nhất thiết là key chỉ là một số đâu nhé các bạn nhé, không chỉ là một trường đâu mà có thể là nhiều trường key, ví dụ multi key ạ. Các bạn tìm hiểu về multi key thì có thể tìm thêm ở đây, mình có thể nói thế thôi, lát nữa mình sẽ demo về cái value này sau. Thứ nhất là về để truy cập vào cái dictionary này, phần tử dictionary này, thì thứ nhất là các bạn này khai báo này, thứ nhất là tên dictionary này mở ngoặc ra, và thay vì cái index là các bạn ghi cho mình là cái key name ở đây nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, dictionary này, key name này, thì giá trị in ra sẽ là Zara. Đấy, bây giờ mình chạy thử. Đấy các bạn nhìn thấy, đấy thấy chưa, dictionary này, key name Zara. À, về cách truy cập, đây là cách truy cập từng phần tử một. Còn dạng for thì chúng ta cũng tương tự. Dạng for thì chúng ta khi mà chúng ta for này, ví dụ như là for each, for each thì là item in dictionary, print
item. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta là tất cả những cái key mà chúng ta có trong này nhỉ. Key chúng ta có là A, là tuổi này, tên này và lớp này. Đây là nó sắp xếp theo cái tự alpha B, như vậy là nó hơi lộn xộn. Như vậy là đây là in key này. Thế bây giờ chúng ta muốn truy cập vào phần tử thì lại đơn giản thôi, chúng ta lại copy phần này, ví dụ như thế. À, được chưa? Nó sẽ ra phần tử item. Ủa, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã truy cập được vào cái phần tử của mạng rồi đúng không nhỉ? Đó, rất đơn giản. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là truy cập cả chúng ta có thể lấy ra cả key và value đồng thời cùng lúc được. Đấy, tuy nhiên là cái đấy các bạn sẽ để tìm hiểu sau đi. Để update dạng dữ liệu thì chúng ta làm như sau. Tương tự như dạng list. Tương tự như dạng list chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ là gì? Chỉ cần là đối tượng và sau đó là gán giá trị bằng thôi. Các bạn nhìn thấy này, ví dụ như đây là tuổi ở đây đang khai báo là 7 đúng không nhỉ? Chúng ta update tuổi bằng 8 và school bằng DPS school. Đấy, các bạn nhìn thấy, sau đó chúng ta sẽ in lại. Rất đơn giản đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta chỉ thấy là tuổi đã được update là thành 8 rồi. Tiếp theo là phần delete. Phần delete thì cũng giống như cái phần trước mình đã nói ấy, thì là mình có thể là delete một cái phần tử nào đó. À, bằng cách là gì? Từ khóa delete này và sau đó là mà ngoặc là key name này. Đấy nhỉ? Bạn nhìn thấy nó có chú thích là gì? À, remove một cái phần tử nào đó là mang với cái key là tên là name. Như vậy là cái Zara này này, cái chỗ này là sẽ bị mất đi sau khi chạy câu lệnh này delete này. Đấy nhỉ? Ngoài ra ta có thể là xóa toàn bộ cái phần tử trong mảng này, nghĩa là chúng ta giống như là empty ấy, tạo empty ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng có lệnh clear nhỉ, dictionary.clear, hoặc là như chúng ta sử dụng như lúc nãy là gì, dictionary bằng rỗng. À, chúng ta xóa hết lần này đi và chúng ta sẽ khai báo là dictionary bằng rỗng, thì như vậy là cái mảng sẽ được được xóa cái làm rỗng đi. Và tuy nhiên là khi mà xóa này delete dictionary này, đây là tag dictionary nhỉ, thì là cả cái đối tượng này nó sẽ bị xóa đi và nó được giải phóng, nghĩa là lúc này cái dictionary nó không tồn tại nữa. Nếu mà chúng ta in ra như này chắc chắn sẽ nhận lỗi đúng không nhỉ? Đây bên dưới này người ta nói này, đấy, khi mà xóa cái đối tượng này đi thì nó sẽ không còn nữa và nó sẽ lỗi. Mình xem còn phần gì để lưu ý cho các bạn không, mình sẽ nói thêm. Tiếp theo là cái phần một phần cái chỗ nâng cao của dictionary, tương tự compare này, length này, chuyển đổi dictionary dạng object sang dạng string này. Với cái dictionary là nó dạng object giống như JSON object đúng không nhỉ? Các bạn nhớ nhá, thì là chúng ta có thể sử dụng câu lệnh str này để chúng ta chuyển đổi sang string. Ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra xem là cái một cái biến chúng ta đang sử dụng là nó theo kiểu gì. Là chúng ta có thể sử dụng từ khóa type. À, ví dụ nhé, ví dụ chúng ta muốn kiểm tra cái từ khóa xem dictionary này là dạng gì. Bây giờ chúng ta sẽ có thể là print type dictionary comment, xóa cái này lại, xóa đi. Ok, nào chạy lại. Các bạn nhìn thấy này, type là theo kiểu dạng dictionary đấy nhỉ, đó rất là tiện lợi. Đôi khi chúng ta cần bug một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn, là chúng ta sẽ muốn kiểm tra xem là cái biến này nó dạng gì, vì chúng ta không cần phải khai báo kiểu mà nó rất là free và chúng ta sẽ sử dụng thôi. Ở đây chúng ta có thể là làm rỗng tất cả các phần tử của mảng này, copy nào, và chúng ta sẽ tạo một cái dictionary từ cái key nào đó này, thấy chưa, và lấy ra một cái giá trị nào đó từ một key truyền vào này, thấy chưa? Nó nhìn này là dictionary.get, ví dụ như get name chẳng hạn thì sẽ là gì? Và bây giờ mình ví dụ nhá. Ok. Print gì nhỉ? Dictionary.get truyền key vào là gì? Name. Name viết hoa nhá. Name. Ok, đấy các bạn nhìn thấy là Zara đã hiện ra, thấy chưa? À, rồi là gì, hash key này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm item này,
Item list nó sẽ trả tất cả danh sách những cái listen key của Tup, tức là nó sẽ ra tất cả những cái key ở trong cái dictionary á, dictionary.key để kết tất cả key này. Đây là nó sẽ trả về key và value chúng ta này, được chưa? Rồi đây chúng ta có thể là update value vân vân, đây là rất là nhiều cái nâng cao rất là hay, thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm giúp mình nhé. Các bạn có thể kích vào từng link này, chúng ta xem ví dụ trong này, các bạn nhìn thấy này, code đây, đấy, xem result nó sẽ là đây, rất là dễ hiểu đúng không? Thế như vậy là tổng kết trong ngày hôm nay, trong video này ấy, thì mình muốn hướng dẫn các bạn và chỉ dỗ các bạn khác nhau giữa list và top và dictionary. Thì tổng kết lại một chút này, cái list là một danh sách động mà không giới hạn về số lượng phần tử và không quy định về không 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 quy định về kiểu dữ liệu ở trong trong list à, chưa? Và nó được khai báo, nó được khai báo bằng dấu ngoặc vuông nhé các bạn nhé. Khai báo được dấu ngoặc vuông để truy cập vào list. Chúng ta chỉ gọi là list và đến vị trí index của list, thấy chưa? Tương tự như update sửa xóa chúng ta học rồi đúng không nhỉ? Và phần tup thì là một dạng danh sách hàm số, các bạn nhìn đơn hôm nay như vậy, nó là một cái danh sách cố định và nó cũng không giới hạn về số lượng và xin lỗi là không giới hạn về không định nghĩa trước cái kiểu dữ liệu phần tử, không giới hạn về kiểu dữ liệu phần tử, nghĩa là có thể là một tup này có thể là object hay là kiểu dữ liệu phần tử như string, integer, tuy nhiên là nó là một cái hàm số và nó không có thêm vào sau được, nó không thể thêm sửa xóa được, nó không thể thêm dữ liệu vào tup này được. Dạng dictionary là một cái dạng dữ liệu rất là động, rất là hay và nó có dạng như là json object và nó được quản lý bằng cái key, được chưa? Mà khai báo là nó tự với cái dấu ngoặc nhọn, được chưa? Bạn lưu ý nhé, dấu ngoặc nhọn. Chúng ta có thể là update thêm sửa xóa đối với dạng dictionary này. Cái dạng dictionary này nó nghĩa là chúng ta có thể coi nó là một cái dạng database tạm thời cũng được, đúng không nhỉ? Về database chúng ta phải lưu trữ lâu dài, ví dụ khi tắt máy thì là gì, là nó phải lưu lại đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên tắt công trình nó mất, hoặc là tắt máy là sẽ mất, nghĩa là chỉ là giữ ở dạng tạm thời ở RAM thôi, hiểu chưa? Tuy nhiên là các bạn khi mà làm việc với các kiểu dữ liệu ấy, các bạn lưu ý là cái dictionary này rất là lợi hại nhé. Rồi ok, trong video này mình muốn truyền đạt cho các bạn tất cả những kiến thức như vậy thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau, và rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Hãy nhớ click like và subscribe mình nhé. Vì mình bây giờ mình không để làm những cái link click đây nữa, cho các bạn chủ động cho mình là đăng ký để có thể theo dõi những video tiếp theo. Đấy nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.